Xin chào cả nhà thân yêu, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Mr. Money. Hôm nay mình sẽ làm bánh donuts. Món bánh này với những nguyên liệu rất là đơn giản, làm rất là nhanh và ăn rất là ngon. Bây giờ thì xin mời cả nhà cùng vào bếp với mình để xem donut mình làm nhanh như thế nào ha. Đây là những nguyên liệu mình chuẩn bị sẵn để làm bánh. Thì hôm nay mình cân đo đong đếm đàng hoàng. Ở đây là mình có 400g bột mì đa dụng, 200ml sữa tươi không đường, 40g đường, 40g bơ, một trái trứng gà, 7g men khô và một chút xíu muối. Giờ thì mình sẽ cho hết nguyên liệu vào chung. Bơ thì mình đã quay một chút xíu cho nó chảy ra. Bây giờ thì mình sẽ nhào bột. Sau 20 phút nhào bột thì mình thấy bột cũng đã dẻo rồi, cho nên là mình sẽ ngưng lại. Nếu như bạn nào mà có máy nhào bột thì nên dùng máy nhào bột, bởi vì dùng máy cầm tay như thế này nhào bột thì mình thấy là khá là đau tay, bởi vì nhào cũng khá là lâu. Nhưng hôm nay mình lười cho nên mình không có lấy máy ra. Bây giờ thì mình sẽ đậy bột lại và mình để cho bột nghỉ ngơi khoảng 30 phút để bột nở ra. Mình đậy ni lông như thế này cho bột ấm. Bột đã để được 30 phút, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu nặn hình dáng cái bánh ha. Mình rải bột mì xuống và để bột lên để cho nó khỏi dính. Bột rất là mềm. Mình kéo cho nó dài ra và sau đó thì mình sẽ dùng dao để mình cắt nó thành từng miếng. Bột rất là dẻo và khi mình cắt như thế này thì không hề dính dao, mình cầm vào thì cũng không hề dính tay. Cả nhà thấy là cái nguyên liệu để làm bánh donuts này thì cũng khá là đơn giản ha. Chỉ có bột mì, sữa tươi, đường, bơ và trái trứng gà. Và quan trọng nhất đó là men khô hoặc là men tươi. Thì mình dùng 7g men khô, còn nếu như bạn nào không có men khô mà dùng men tươi đó thì là dùng 20g men tươi. Bây giờ thì hai mẹ con mình sẽ lăn cái bột này ra cho nó dài ra. Chôm đúng một tầm số gói lên. Rất là sâu lắm vì mức lý. Ít là vậy hấp phim số mà. Hồi đó. Bởi đá này số tính sai. Một miếng bột như thế này thì mình cắt khoảng 60 gram. Bột rất là dẻo cho nên là khi mà mình lăn hoặc là kéo hoặc bóp thì nó cũng dài ra rất là nhanh. Donuts thì mình có thể làm các form, các kiểu, các hình dáng tùy theo gia đình mình thích. Hôm nay thì mình làm theo cái form tròn và mình cuộn lại như thế này.
Cách này thì mình học được của một bạn người Đức. Thì mình thấy là khi mà bạn ấy làm xong thì nhìn cái bánh nó khá là hấp dẫn, cho nên là mình cũng làm theo cái cách này. Và cách này thì cũng khá là dễ. Cũng mà sao? Cho nhà mình thì cũng đi cũng lại vẫn chưa làm được, nhưng mà không sao, thử sức kiên nhẫn. Và bây giờ là cái cuối cùng. Cuộn donuts kiểu này thì cũng khá là dễ cả nhà ha. Đầu tiên là mình để thành một cái vòng tròn, sau đó thì mình cứ lấy hai cái đầu bột đó mình cuộn qua như thế này, và cuối cùng thì mình nối lại hai cái đầu dính lại với nhau. Từ 400 g bột mì thì mình đã làm được 11 cái donuts, thì cái này khá là to. Bây giờ thì mình sẽ để khoảng 1 tiếng cho bột nở thật to ra. Mình để trên cái mấy miếng giấy nướng bánh đó để cho nó khỏi dính. 1 tiếng đã trôi qua, bây giờ thì mình sẽ cho dầu vào chảo và mình chiên. Chiên bánh này thì mình không để lửa quá lớn bởi vì bánh vàng rất là nhanh. Thì đầu tiên mình cho dầu nóng lên, rồi sau đó thì mình hạ lửa nhỏ xuống. Bếp của mình có 9 số thì mình để số 5, tức là lửa khá là nhỏ. Cho nên là khi mà mình cho bánh vào đó, nó không có sôi nhiều mà nó chỉ lăn tăn nhẹ thôi. Donuts khi mà mình nặn bột xong đó, mình để 1 tiếng thì bột phồng khá là to. Ở bên mình thì còn khá là lạnh cho nên là mình để 1 tiếng. Còn nếu như bạn nào ở đâu ấm đó thì mình nghĩ là để chừng 20 đến 30 phút là bột cũng nở ra rất là to rồi. Thì bột nở càng to thì cái bánh nó càng xốp, càng mềm, ngon. Bánh sau khi chiên thì một mặt khoảng 2 đến 3 phút là bánh đã vàng rồi, vàng rất là nhanh. Cho nên là nếu như bạn nào chiên đó thì kiểm tra thường xuyên, bởi vì nó cũng tùy theo bếp, tùy theo cái chảo dầu, tùy theo cái sức nóng đó, cho nên là mình phải canh ha. Chứ nếu không thì nó cháy rất là nhanh. Mình dùng chiếc đũa mình gắp ra như thế này thì mình thấy nó rất là dễ, và khi mà mình lật lên đó, nó cũng khá là dễ. Nếu như bạn nào sợ béo thì có thể dùng giấy thấm dầu. Khi mà mình gắp bánh ra, mình để lên cái giấy thấm dầu đó thì nó sẽ hút bớt cái dầu trên bánh. Mẻ bánh đầu tiên đã xong, bây giờ thì mình sẽ tẩm đường cát. Tẩm đường cát kiểu này thì nhìn bánh rất là hấp dẫn. Khi mà trộn bột thì mình không cho nhiều đường cho nên là bánh cũng không có ngọt quá. Thì khi mà chiên bánh xong mình tẩm đường cát như thế này thì bánh sẽ ngọt vừa.
Bây giờ thì bánh donuts của mình đã làm xong, nhìn cũng khá là hấp dẫn cả nhà ha. Bánh rất là giòn. Bây giờ thì mình đã có món bánh rất là ngon để ăn bánh, uống trà hoặc là uống cà phê. Hôm nay thì mình chia sẻ lại cái công thức donuts rất là đơn giản và ăn rất là ngon. Bây giờ thì mình cũng xin dừng video lại đây. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Và nếu các bạn cảm thấy thích video này thì nhớ bấm like, bấm share và bấm đăng ký kênh để đón xem những video mới nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều và xin hẹn gặp lại ở video lần sau.